Vâng, chúng ta cùng đến với trận đấu thứ hai và đây là máy của Hồng Anh, tiếp tục là một cung tuyển nữa. Như vậy là tỷ số mới là 1-0 thôi. Vâng, tỷ số mới là 1-0 dành cho cặp đôi Chim Sẻ và Hồng Anh. Chim Sẻ, Yamoto rồi. Vâng, cuối cùng thì cũng đổi vận một chút từ Greg, em đang nâng cấp lên lên tầm Yamoto. Một chém tuyển. Bãi quả có Hiêu Bảy và có cả Voi. Vâng, hai Voi Chim Sẻ làm một con sư tử vàng. Vâng, thời buổi hiện đại này mà nuôi sư tử trong nhà thì cũng chỉ có đại gia mới dám làm điều này thôi. Thường thì vâng, người nông dân thì hay nuôi chó. Vâng, đại gia thì nuôi sư tử. Chim Sẻ đang nuôi sư tử và thậm chí có cả nuôi cả Voi. Vâng, nhưng mà Chim Sẻ bây giờ nuôi Voi để lấy thịt, nuôi sư tử để làm cảnh. Bây giờ đi dò xung quanh nhà mình xem còn đồ ăn gì nữa không. Vâng, thêm một con sư tử nữa. Đồ ăn là tương đối nhiều nhưng mà những đồ ăn này nó cũng có tí sát thương, cẩn thận không chết dân. Vâng, như vậy là theo thông tin của anh Chim Lợn báo về thì Chim Sẻ và ông Anh đang đánh ở trong bảng G. Vâng, tỷ số đang là 1-0 cho Chim Sẻ và ông Anh. Và Chim Sẻ sẽ câu con voi đầu tiên về với nhà chính của mình. 12/16, con voi đầu tiên rất ngoan ngoãn. Nó đã nằm ở nhà chính của Chim Sẻ rồi. Còn đồ ăn gì nữa không? Vâng, thêm một voi nữa. Một trận đấu mà Chim Sẻ đang nuôi khá nhiều thú vật xung quanh nhà của mình. Con voi thứ hai. Không biết rằng xung quanh nhà đồ gì ăn công. Thực ra thì với 3 voi và 1 hiêu thì Chim Sẻ hoàn toàn có thể ép đời với 23 nông dân. Dích dắc đi. Hay là cho nó hút một hít không được. Đừng để cho nó đi. Đừng để cho khoảng cách nó quá rộng. Con voi nó quay đầu thì thực sự là mệt. Dân gia thì chỉ có một cái khổ là câu voi nó hơi khó. Khi mà dân nó di chuyển là quá nhanh, voi nó không đuổi kịp. 17/20. Em đang cố gắng ép gỗ để có thể thiết kế được cái E. S thì đã đủ rồi nhưng mà bây giờ thì phải ăn gỗ. Vâng, đây là một cái thủ thuật có thể nói là khá quái của Chim Sẻ. Bây giờ thì sẽ là con voi thứ ba. Nhà này cũng không cần phải quá nhiều đồ ăn. Vâng, nhà như thế này đồ ăn là cũng tương đối đủ. Chúng ta sẽ đến với màn hình máy của Hồng Anh một chút. Đá qua màn hình máy của Hồng Anh có quả phụ và hai voi. Với việc cầm cung đờ AC và người đồng đội của mình cầm Yamoto thì Chim thì Hồng Anh sẽ là người lên cung đờ. Vâng, có cả bầy yêu nữa. Quá nhiều đồ ăn dành cho game thủ Hồng Anh. Thực ra thì xem các game thủ mà nhiều đồ ăn thế này tôi lại không thích lắm. Bởi vì các anh nhiều đồ ăn thế này các anh thực sự là ai cũng có thể ép đầy phú được. Và với các game thủ top 1 các anh ép phú nữa thì đúng là không ai chơi được. Kích đời 7 phút 20 giây với 23 nông dân Yamoto. Đúng ra những cái bài nào nghiệt nghiệt như bài Greg thì trận đầu tiên của Chim Sẻ xem lại hay. 5 nông dân ăn gỗ có cũng ít quá không? Tôi nghĩ rằng cần phải cắt thêm 2 nông dân ăn gỗ nữa thì mới đủ. Hình như là chưa đóng BB. Vâng, đến thời điểm này Hồng Anh đóng BB, à, Chim Sẻ đóng BB đi. Đóng BB. Vâng, 7 nông dân ăn gỗ. Ok. Thực và gỗ sẽ rồi lên là sẽ đủ dành cho Chim Sẻ đi nắng trong trận đấu thứ hai. Quan trọng là 4 con hiêu này cần phải đưa đá nó về. Nếu không thì sẽ rất có rất ít lực. Chim Sẻ mới chỉ ăn 3 voi một bãi quả thôi. Vâng, chỉ mới ăn 3 voi và một bãi quả thôi, lực không khỏe lắm. Có lẽ là cần phải vâng, cần phải ăn nốt 7 hiêu kia. Các bạn có thể thấy lực gỗ dồn lên là không đủ. Đây là một trận đấu mà Chim Sẻ có vẻ như là ép đời không thực sự chuẩn. Vâng, kích 10 phút 22 giây với 24 nông dân gia.
đóng cái e. Sóc ngựa giò nhưng không có e. Con nông dân bất ngờ đứng chơi. Bây giờ thì cần phải thiết kế bãi vàng ngay. Con ngựa giò đẩy đi sẽ vâng nâng cơm giáp đầy đủ. Các bạn có thể để ý rằng là các game thuộc top 1 thì khi đánh ngựa giò thường hay nâng công trước, bởi vì với những cái thao tác tay rất mượt và luôn luôn để ý ngựa giò thì con ngựa giò sẽ không chết. Còn đối với những game thủ liều tiêu ví dụ như tôi chẳng hạn thì kiểu gì cũng nâng giáp trước. Đầu tiên là giữ mạng cho ngựa giò trước và khi đợi khi công sẽ lao vào và khô máu. 25/28 đóng lời 2. Vâng, 2E. Mùa 1 tiếp tục là một thế nhà kín. Nhưng mùa 1 trận đấu này quyết định đánh chém chứ không đánh cung. Nhà của game thủ mùa 1 là Summerian, AC hoặc Egypt thôi, chứ không còn một quân gì khác nữa cả. Nhưng mà đánh lạc đà như này thì nhiều khả năng là cầm Summer rồi. Vâng, dân cực kỳ hổ báo và cáo trồn. Vâng, những thanh niên cực kỳ manh động và trẻ trâu. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng những thanh niên trẻ trâu thì thường rất khỏe. Và con ngựa giò công giáp cũng đã phải chạy trong thân vừa rồi. Hai ngựa chém vắt đều. Sẽ công vào nhà cái thủ ngay hay sẽ là một tơn treo cánh. Hồng Anh 28/44. Em lại tiếp tục cùng nhà theo một cái thế võ vô vi nam. Vâng, một thế khung nhà thực sự là nó, tôi cũng không biết nói như nào. Vâng, tư duy của ông anh nó hơi khác người một chút. Chúng ta cùng chuyển qua màn hình chim sẻ đi. Vâng, chém tay đôi với lạc đà. Căng rồi. Màu ai, nhà của game thủ 16 chưa lên đời. Hình như vừa nhảy đời xong. Ôi, không phải. Lúc nãy tôi nhìn nhầm rồi, có vẻ như là bây giờ đã có màu 6 có bánh xe luôn. Không phải. Bây giờ thì chim sẻ làm gì bây giờ? Vâng, nhà màu 6 lại khung nhà tập 2. Hai trận thi đấu mà chim sẻ lên đời sớm nhưng vẫn chưa làm được gì cả. Có vẻ như đang cân đôi, vâng, chim sẻ đang ý đồ cân đôi. Chỉ số kin của chim sẻ bây giờ nếu tôi nhớ không nhầm là đó là kin được 2, bao gồm một thằng nông dân của Summer và một con ngựa giò. 31/36, chim sẻ vẫn đang có điểm số rất cao. Anh vẫn đang đi tốt vào nhà của game thủ 16, khiến cho 16 tạm thời không thể đẩy cung ra được và cầm chân được nhà của game thủ 11. 39/56, đây là màn hình máy của game thủ Hồng Anh bắt đầu đẩy quân đi vào nhà, đó là nhà của game thủ 16. Điều đờ, vâng, số lượng cung đờ là chỉ một gấp 1/2 thôi, vẫn có thể chơi được khi mà trình độ chúng ta là hơn. Vâng, 3 cung đờ, điều 6 cung đờ, nhưng Hồng Anh vẫn điều đờ rất tự tin. Vâng, cực kỳ tự tin. Vâng, bây giờ thì có cả ngựa chém của chim sẻ. Bây giờ Alonso Roberto Carlos lao tất tay vào nhà của thủ 16 và đẩy bay nhà của thủ 16. Có đẩy bay được không? Vâng, một có sang cứu chúng tôi này không? Vâng, không cứu thì đồng đội của anh sẽ hoảng rất sâu. Cung đờ AC ăn rất là nhanh. /56/56. Vâng, không, vẫn không thấy mùa 1 có động tĩnh gì. Vâng, chắc ai đó sẽ về nhưng không biết đến bao giờ mới về ở đây. Không biết là mùa 1 có sang có về đưa quân về mà cứu không. Vẫn chưa thấy động tĩnh gì của mùa 1 cả, chúng ta thì mới chim sẻ thế nào. Vâng, như vậy là quyết định là không mang cung giờ ứng cứu. Vâng, hú không được một con ngựa chém hết máu. Không có gì có thể nhọ hơn khi mà một con ngựa chém hết máu, chém chết con phù thủy. Đúng là cuộc đời, vâng, cuộc sống nó không giống cuộc đời. Quá đen. Như vậy là mùa 1 đã quyết định là ngộ sẽ báo thù cho trụ. Nhưng mà bây giờ thì ngộ không báo trụ được rồi. Quýt thôi. Phải chăng tỷ số là 2-0 dành cho cặp đôi của bên phía Game TV? Vâng, quýt rồi. 2-0. Chúng ta đến với trận đấu thứ 3. Một trận đấu mà chim sẻ đánh, tôi nghĩ rằng là dọa ma cực tốt. Đánh cho mùa 1 thậm chí là không ra khỏi nhà và màu 6 cũng phải có cụm phòng thủ. Và đợi Hồng Anh đến
dọn dẹp. Vâng, nhiệm vụ của anh khá đơn giản, dọn xác quân thù. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận đấu thứ 3 của cặp đấu này ngay sau đây. Tỷ số đang là 2-0 nghiêng về hai tuyển thủ trẻ của Game TV.